một cái xuất thân hèn mọn chi mạch thiếu niên ngẫu nhiên được kinh thế truyền thừa một khi thức tỉnh long đằng cửu thiên tu cửu tinh thần long quyết ngưng long mạch thành bá thể cùng thiên kiêu vạn tộc tranh phong hoành áp vạn giới uy chấn cửu thiên chương một thiếu niên sông huyền bạn đang nghe tại truyện chấm audio hoàng triều nguyên vũ quận thiên thủy sâu trong rừng trúc một thiếu niên đang tu luyện uống thiếu niên trong miệng phát ra tiếng quát khẽ hai tay không ngừng biến ảo các loại tư thế hướng về phía rừng trúc phía trước kia công tới thình thịch thình thịch tiếng trầm thấp trầm đục không ngừng quanh quẩn trong rừng trúc động tác của hắn nước chảy mây trôi tiêu sái mà tự nhiên vừa nhìn đã biết là thường xuyên luyện tập chỉ là nếu là có võ đạo người tu hành ở đây sẽ phát hiện thiếu niên này nắm đấm tuy rằng mạnh mẽ hữu lực nhưng cũng không có một tia linh khí dao động thiếu niên mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt non nớt thanh tú lộ ra vẻ cuộc cường. Ta cần cố gắng thêm một chút là có thể đột phá gông cùng xiềng xích võ đạo, ngưng tụ linh mạch, bước vào khai mạch cảnh một tầng. Đến lúc đó ta có thể tham gia gian gia nguyệt thí, đem những chủ mạch đệ tử xem thường ta dẫm dưới chân. Thiếu niên tên là Giang Huyền, chính là một gã con cháu chi mạch của Giang Gia. Tại hàng năm, Giang Gia đều sẽ từ trong mấy đại chi mạch chọn lựa ra vài tên thiếu niên lang có thiên phú đưa đến gian gia chủ mạch tu hành, vì gian gia trót vào mới mẻ huyết dịch. Một năm trước, Giang Huyền may mắn trở thành đối tượng được chọn, cùng Giang Tuyết Thanh Mai trúc mã cao hứng đi tới quận Thiên Thủy. Nhưng mà khi hắn đến nơi này, hắn mới phát hiện nguyên bản ở trong trấn nhỏ vốn có thiên tài danh tiếng hắn ở chỗ này nhưng bất quá là mọi người trong miệng phế vật. Hơn nữa, để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Lúc trước cùng hắn đến đây Giang Tuyết tựa hồ cũng phát hiện hắn ở trong bản tộc xấu hổ địa vị, sau lại lại trực tiếp rời đi hắn, cùng Giang gia một vị rất có danh vọng, tên là Giang Thiên vật chủ mạch đệ tử đi cùng một chỗ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, thanh trúc trước khi gặp mặt lại bị bẻ gãy, trong hai mắt Giang Huyền dường như có lửa giận bốc lên. Tất cả khuất nhục này, một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại từng cái một. Sau khi tu luyện kết thúc, Giang Huyền cũng không có trực tiếp trở về, mà là ở trong rừng bồi hồi. Hắn muốn tìm kiếm một gốc cây tên là phong dương thảo thiên tại địa bảo, đây là vì mùi mùi của hắn sở chuẩn bị. Mùi mùi giang linh nhi của hắn, từ khi sinh ra tới nay, liền thường xuyên bị hàng khí quấy nhiễu, toàn thân băng hàng thấu xương, cha mẹ vì thế cũng tan nát cõi lòng. Để có thể chữa bệnh cho em gái, cha mẹ đã từng đi rất nhiều nơi tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh. Nhưng ba năm trước, sau khi cha mẹ ra ngoài lần đó lại không trở về nữa, nghe nói có người lần cuối cùng nhìn thấy cha mẹ là ở một nơi tên là kình thiên tông phủ nghe nói đó là một cái so với toàn bộ nguyên vũ hoàng triều đều muốn càng lâu đời võ đạo tông môn căn bản không phải bây giờ chính mình có khả năng tiếp xúc được tuy nhiên gan huynh sẽ không bỏ cuộc lúc này đây hắn đi tới thiên thủy quận mục đích chủ yếu nhất chính là ở gian gia chủ mạch bên trong thu được một chỗ ngồi bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể thu được tốt hơn tài nguyên tu luyện từ đó tăng lên tu vi, vì phía sau tiến vào kình thiên tông phủ đặt cơ sở. Mà trước đó, hắn cần trước tiên thông qua gian gia nguyệt thí, nếu không đến lúc đó hắn sẽ bị trục xuất trở về nguyên lai trấn nhỏ. Thời gian càng ngày càng eo hẹp. Giang huyền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nửa canh giờ sau, mảnh rừng trúc này cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Mảnh rừng trúc này là phạm vi gian gia quản hạt, bởi vì nơi này linh khí đầy đủ duyên cớ, cho nên mỗi sáng sớm, rất nhiều gian gia đệ tử đều lựa chọn đến nơi này cảm ngộ tu hành. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy độc lập bồi hồi ở trong rừng Giang Huyền, nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Là Giang Huyền. Là tên phế vật đến từ chi mạch kia. Chẳng lẽ hắn còn muốn thông qua tu luyện, đạt được tư cách Nguyệt Thí sao? Ngươi cảm thấy dựa vào hắn một cái chi mạch phế vật, có thể sao? Tham gia Nguyệt Thí nhưng là cần khai mạch cảnh tam trọng thực lực hiện giờ hắn chỉ sợ ngay cả thực lực khai mạch cảnh nhất trọng cũng chưa đạt tới. Nghe nói cùng hắn đến cái kia gian tuyết tướng mạo cực đẹp, về sau rời đi hắn, cùng chúng ta trong tộc thiên tài gian thiên vật cùng một chỗ rồi. Đây là tự nhiên, mỹ nữ xứng anh hùng mới là lẽ thường, chẳng lẽ ngươi còn nghe qua mỹ nữ xứng gấu cho sao? Ai? Phế vật chính là phế vật. Nếu là ta, ta đều phải nhanh chóng tìm một cái lỗ chui lên. Những con cháu gian gia kia nhìn thấy gian huyền tới đây, không chỉ không thu liễm, ngược lại đem thanh âm đề cao vài phần, bọn họ từng người lộ ra vẻ đắc ý, có lẽ đây cũng là một loại cảm giác ưu việt tiên thiên của chủ mạch đối với chi mạch đi. Nghe được từng đạo chăm chọc kia, sắc mặt gian huyền lạnh như băng. Tự hồ nhìn thấy gian huyền kia lạnh như băng sắc mặt, một gã mập mạp thiếu niên lập tức đứng ra, chắn ở gian huyền trước mặt. Gian huyền, không phục phải không? Vậy nếu không cùng ta luận bàn một chút. Giang Mạc. Giang Huyền thần sắc khó coi, Giang Mạc này xem như là Giang gia chủ mạch trung một cái tư chất kém cỏi, bình thường ở trong gia tộc cũng không được chào đón, thường xuyên bị trong gia tộc một ít thiên kiêu khi dễ. Cho nên, đối với bọn họ những này đến từ chi mạch đệ tử, liền càng thêm không lưu tình mặt, đây là đem bọn họ những này chi mạch đệ tử đều coi như phát tiết công cụ. Giang Mạc bây giờ chính là khai mạch cảnh nhị trọng thực lực lúc này đánh với hắn, chính là muốn chết. Giang Huyền trong lòng trào ra lửa giận, nhưng những năm này kinh nghiệm làm cho hắn hiểu được ẩn nhẫn. Giang Mạc, hôm nay tôi hái thuốc cho em gái tôi, anh muốn đánh chúng ta lần sau hẹn lại. Giang Mạc ngây ngẩn cả người, anh không ngờ Giang Huyền lại đồng ý. Bất quá, vừa nghĩ tới lần sau Giang Huyền ngã xuống dưới chân mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia bộ dáng thê thảm, trong lòng hắn liền cảm thấy một trận ám sản. Được vậy ba ngày sau, ta đến diễn võ trường chờ ngươi. Nói xong, Giang Mạc liền xoay người rời đi. Ha ha! Lần này có trò hay để xem rồi. Đến lúc đó các ngươi giúp ta chiếm vị trí, trò hay này sao có thể bỏ qua? Chung quanh truyền đến từng đạo châm biếm cùng trào phúng làm cho Giang Huyền hoàn toàn nhịn không được, hắn điên cuồng chạy trốn, nhảy vào sâu trong rừng trúc. Tại sao? Tại sao? nắm tay của hắn không ngừng nện vào cự thạch trước mặt hắn điên cuồng gào thét tự hồ là muốn đem thống khổ đè nén đã lâu trong lòng vào giờ khắc này tất cả đều phóng thích ra từ nhỏ ở tại trấn nhỏ hắn hướng tới bên ngoài đặt sắc lộ ra đại thiên thế giới hắn muốn tu hành muốn trở nên nổi bật nhưng hiện thực tàn khốc lại là từng bước chèn ép hắn lúc nhỏ mộng tưởng hắn không cam lòng hắn không cam lòng âm âm bỗng nhiên trời xanh vốn là trời quang mây đen dày đặc từng đạo điện mang giống như nộ lông ở trên bầu trời cuồn cuộn không ngớt. Hưu. Sau đó, một tia chớp màu vàng lại trực tiếp xuyên qua thời không, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, ở dưới ánh mắt kinh hải của Giang Huyền đối với thiên linh cái của hắn liền hung hăng bổ xuống. soạt xoát, xoát. Sau một tiếng vang thật lớn, Giang Huyền cảm giác toàn bộ thế giới phản phất đều an tĩnh lại, hắn hai mắt trợn tròn, quả thực không thể tin được. Hắn từng nghĩ tới chính mình ngàn vạn loại tử pháp, nhưng Duy chỉ không nghĩ tới chính mình cuối cùng đúng là bị lôi điện cho đánh chết. Chương 2 Cửu tinh thần Long Quyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cùng với cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ đầu, Giang Huyền đột nhiên bừng tỉnh. Đây là Hắn phát hiện mình dĩ nhiên tiến vào một mảnh tinh thần thế giới bên trong. Tinh vực vô tận chi chít như sao trên trời, mền mông vô ngần. Trong đó, ở cái kia vô số ngôi sao bên trong, có chín ngôi sao càng sáng ngời, quang huy lóng lánh, lại đem xung quanh ngôi sao quang huy đều cho che lấp đi qua. Chúng chậm rãi vận chuyển, dường như tồn tại một loại hấp dẫn nào đó, dẫn dắt đối phương. Thẳng đến cuối cùng, chín ngôi sao giống như hóa thành một thể, nối thành một đường thẳng tắp. Cửu Tinh Liên Châu. Năm. Chẳng biết lúc nào, một cái vô biên vô hạn thần long đột nhiên xuất hiện, xoay quanh ở trong Cửu Tinh thần long hai mắt uy nghiêm mà bá đạo, toàn thân trên dưới phản phất lộ ra một cổ khí tức mạnh mẽ quân lâm thiên hạ. Ta thậm chí tôn thần long, dưới vòng trời vạn cổ chí tôn. Ánh mắt thần long kia tựa hồ xuyên qua vạn cổ, rơi xuống trên người Giang Huyền. Nhất thời, Giang Huyền cả người giật mình, hắn cảm giác mình ở trước mặt con rồng thần này phản phất hoàn toàn bị nhìn thấu, không còn bất kỳ bí mật nào. Tại sao tiền bối lại ở đây? Giang Huyền thử mở miệng, hắn mặc dù chỉ là một tên nho nhỏ chi mạch đệ tử, nhưng từ nhỏ cũng từng nghe cha mẹ kể qua một ít trong truyền thuyết cố sự, trước mắt vị này vô cùng có khả năng là đến từ thời đại thượng của một vị đại năng tồn tại. Ba ngàn năm trước một hồi đại chiến, ta bị người ám toán, thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, ta cảm giác được trong lòng ngươi không cam lòng, ta hy vọng ngươi được ta truyền thừa về sau, cuối cùng có một ngày có thể đi tới long tộc, cứu tộc nhân ta đi ra trong giọng nói của thần long tự hồ mang theo một cổ ý bi thương nhàn nhạt. Sau đó, không đợi Giang Huyền phản ứng, chỉ thấy thần long kia gầm thét một tiếng, chính ngôi sao trên chín tầng trời kia lại hóa thành một đám phù văn thần bí xông vào trong đầu Giang Huyền. Khi Giang Huyền lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, phát hiện mình lại về tới hiện thực. Hô! Giang Huyền hít sâu một hơi, có chút khẩn cấp tiêu hóa tin tức xuất hiện trong đầu mình. Cửu tinh thần long quyết, Truyền thuyết thời đại thượng cổ chí cao tuyệt học, luyện tới đại thành, có thể hóa thân thần long, thân thể vô địch, bể nghệ thiên hạ. Giang Huyền thần sắc kích động không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày sẽ đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa. Ngày sau hắn phải đi đường, nhất định sẽ không bình thường. Yên tâm đi. Được ngài truyền thừa, ân đồng tái tạo. Sau này ta nhất định đi tới Long tộc, cứu tộc nhân của ngài. Trong lòng Giang Huyền âm thầm hạ quyết tâm. Di cảnh giới của ta đột phá tới khai mạch cảnh tam trọng rồi. Lúc này, Giang Huyền có loại muốn ngửa mặt lên trời cười dài xúc động, lúc này đây không chỉ chiếm được một cái đáng sợ truyền thừa, mà ngay cả tu vi đều là một ngày ngàn dặm. Hừ. Giang Mạc. Bình thường những đệ tử chủ mạch các ngươi luôn ỷ vào tu vi của mình, khi dễ đệ tử chi mạch chúng ta. Lúc này đây ngươi cứ chờ xem đi. Nước ân tam bảo, ân chúng sanh. Nhưng nếu có ai hiếp đáp người thì phải trả gấp 10 lần. Hái được phong dương thảo, Giang Huyền không có lại tiếp tục lưu lại, thân hình hắn như gió, rất nhanh liền về tới chính mình chỗ ở phòng ốc. Ca ca, mau tới đây ăn cơm. Vừa mới về đến nhà, một thiếu nữ liền trực tiếp nghênh đón, nàng lôi kéo Giang Huyền đi tới trước bàn cơm, dịu dàng cười nói: "Linh Nhi, đây là phong dương thảo cho ngươi." chờ ca ca ta có tiền, sẽ mua cho ngươi tránh rét đan, đến lúc đó ngươi có thể không bị hàng độc quấy nhiễu. Giang Linh Nhi nhu thuận gật đầu, tuy rằng hiện giờ gia cảnh bần hàng, nhưng đối với lời ca ca nói, nàng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, ca ca nói được là được. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Huyền cũng không có xuất môn, mà là ở nhà mình trong sân không ngừng tu hành. Ngâm Trong sân, một đạo long hình kinh khí đánh ra dưới tay Giang Huyền, khí thế kinh người vẫn chưa đủ. Giang Huyền nắm chặt bàn tay, hôm nay hắn tuy rằng chiếm được bản tuyệt thế công pháp Cửu Tinh Thần Long Quyết này, nhưng lại thiếu hụt công pháp loại thân pháp. Xem ra phải đi Tàng Thư Các xem một chút. Dứt lời, Giang Huyền liền trực tiếp đi về phía Tàng Thư Các. Tàng Thư Các nằm ở phía Tây phủ đệ Giang gia, muốn đi Tàng Thư Các sẽ đi qua Diễn Võ Trường. Khi Giang Huyền đi qua Diễn Võ Trường, một tiếng quát làm cho bước chân của hắn dừng lại. Hắc hắc hắc. Giang Huyền ngươi ngược lại không sợ chết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới chịu chết rồi. Giang Huyền nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía trước. Giang Mạc, hôm nay còn chưa tới ba ngày đâu. Xuất hiện trước mặt Giang Huyền, chính là Giang Mạc ngày hôm qua đề xuất muốn luận bàn. Vậy thì sao? Lão tử chờ không kịp rồi. Giang Mạc cười dữ tận, anh liếm liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu là đổi lại lúc trước, Giang Huyền nhất định sẽ bị dọa đến thất hồn lạc phách, nhưng hôm nay. Tốt. Bất quá thời gian của ta quý giá, nếu không chúng ta liền một chiêu định thắng bại. Giang Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu tử này ngược lại là thông minh, biết mình đánh không lại Giang Mạc, dĩ nhiên đưa ra biện pháp này, chỉ sợ là muốn mượn cái này đem thương tổn giảm xuống thấp nhất đi. Bất quá, hắn cũng không ngẫm lại, bằng vào thực lực của hắn còn chưa tới khai mạch cảnh nhất trọng, vẫn không có khả năng thắng. Nhìn thấy diễn võ trường hai người, không ít gian gia đệ tử súng lại đây, bọn họ một đám ánh mắt thương hại nhìn Giang Huyền. Quả nhiên, sau khi nghe Giang Huyền nói, Giang Mạc lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy thân thể của hắn lập tức bắn ra, hai tay bàn tay hóa thành ưng trảo, giống như chim ưng vồ ăn dết về phía Giang Huyền. Đây là Phong ưng thập bát trảo Chung quanh mọi người nhìn thấy Giang Mạc xuất thủ công pháp, từng người đều là kinh hô lên tiếng. Phải biết rằng, Phong Ưng Thập Bát Trảo này tuy nói chính là một loại hạ phẩm linh quyết, nhưng loại linh quyết này lại là lấy chiêu thức hay thay đổi, xảo quyệt tàn nhẫn mà nổi tiếng. Khi tu tới đại thành, Phong Ưng Thập Bát Trảo có thể so với linh quyết trung phẩm. Mà theo mọi người biết, giang huyền không đạt tới khai mạch cảnh tầng 1 là không có tư cách tu luyện linh quyết. Giang huyền xong rồi. Mọi người lắc đầu một trận, gặp phải sử dụng phong ưng thập bát trảo gian mạc, gian huyền chỉ sợ kết cục sẽ rất thảm. Thủ đoạn thật ác độc. Gian huyền thần sắc lạnh như băng, hắn không phải kẻ ngốc, gian mạc một chiêu này nếu là đặt ở trước, đủ để cho hắn một tháng không xuống giường được. Nhưng mà... Giang huyền trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, từ ngày đó sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trong đầu của mình, không chỉ có có cửu tinh thần long quyết bộ tuyệt thế công pháp này, càng là chiếm được vị kia thần long tiền bối trí nhớ kiếp trước, trong đó liền bao gồm kinh nghiệm chiến đấu. Cái kia phong ưng thập bát trảo tuy rằng cương mãnh vô cùng, nhưng lực phòng ngự lại không mạnh, nếu là có thể đem lực lượng tập trung tại một điểm, võ học của hắn có thể phá. Đi chết đi. Nhìn thấy Giang Huyền bất động, Giang Mạc cười gằn một tiếng, tay phải hắn thò ra, muốn phế Giang Huyền. Bất quá đúng lúc này, Giang Huyền bỗng nhiên động, chỉ thấy cước bộ của hắn hướng phía trước một bước sau đó tập trung tu vi toàn thân một ngón tay liền cùng một quyền công kích mà đến oanh kích cùng một chỗ. Rắc rắc rắc. Sau đó, mọi người liền nghe được một trận tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra. Suy. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, cho rằng một chiêu là có thể tránh khỏi bị đánh trọng thương. Đúng vậy. Cũng không nhìn mình mấy cân mấy lượng, đã dám đưa ra một chiêu này. Xem ra một quyền này của Giang Mạc đủ để hắn nửa năm không xuống giường được. À, nhưng mà, khi tiếng kêu như dết heo kia truyền ra, bọn họ lúc này mới phát hiện tiếng kêu này đúng là từ trong miệng gian mạc phát ra. Điều này sao có thể? Chung quanh vây xem một đám gian gia đệ tử giống như gặp quỷ nhìn về phía trong tràng cảnh tượng. Đánh bại ngươi, một chiêu là đủ rồi. Chương 3 Tàn thư các Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đánh bại gian mạc, gian huyền liền trực tiếp rời đi, chỉ qua không lâu liền tới tàn thư các tàn thư các thuộc về một khu vực trọng yếu của gian gia, bên trong cất giữ rất nhiều công pháp cao cấp của gian gia. Gian huyền sau khi tới nơi này, liền trực tiếp cất bước đi vào. Chỉ thấy ở lầu các phía trước nhất đặt một cái bàn, nơi đó ngồi một gã lão giả. Lão giả đầu đầy tóc bạc, một thân trường bào màu trắng mộc mạc, nhìn qua tựa như một người bình thường. Nhưng gian huyền cũng không dám chậm trễ, người có thể đảm nhiệm chức thủ các trong tàn thư các này làm sao là hạng người bình thường hắn đi lên phía trước lấy ra thẻ căn cước của mình gian huyền đệ tử chi mạch lão giả nhìn thoáng qua tin tức trên thẻ thân phận sau đó đánh giá gian huyền di khai mạch cảnh tam trọng lão giả có chút kinh ngạc sau đó nói ừm khai mạch cảnh tam trọng thực lực có thể tùy ý chọn lựa hai môn linh quyết gian huyền mỉm cười gật gật đầu sau đó hắn cầm thân phận bài liền hướng bên trong mà đi đi qua mấy chỗ gốc trẻ Giang Huyền liền nhìn thấy từng dãy linh quyết đặt ở trên giá sách. Giang Huyền liếm liếm môi, có chút hưng phấn, cái này Giang gia chủ mạch nội tình quả nhiên không phải lúc trước hắn chỗ trấn nhỏ có khả năng so sánh. Hắn đi tới, nhanh chóng xem lướt qua trên giá sách từng quyển công pháp bí kíp. Miên trưởng. Giang Huyền cảm thấy có chút tò mò, liền muốn lấy ra lật xem. Ba. Bất quá, ngay tại hắn sắp lấy được thời điểm, bên cạnh một bàn tay lớn bỗng nhiên đưa tới, lập tức liền đem bàn tay của hắn đẩy ra. sắc mặt Giang Huyền lập tức trở nên lạnh như băng. Giang lệ, Giang Huyền lập tức nhận ra người trước mắt, người này chính là một tay sai dưới tay Giang Thiên Vật. Bình thường vẫn lấy lời Giang Thiên Vật như thiên sai đâu đánh đó. U, đây không phải Giang Huyền sao? Sau mưa rốt cục đột phá khai mạch cảnh, có thể tiến vào tàn thư các rồi. Hắc hắc, thật không khéo quyển bí kíp này ta mấy ngày trước liền coi trọng, bất quá nhất thời quên tới lấy. Kính xin Giang Huynh bỏ đi thứ yêu thích. Giang lệ trên mặt mang theo vài phần trêu tức thần sắc, người này lại dám cùng thiên vật đại ca đoạt nữ nhân, quả thực muốn chết. Tốt. Đây bất quá là một quyển linh quyết cấp thấp, người muốn thì cho ngươi đi. Giang Huyền không thèm để ý cười. Giang Lợi ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng Giang Huyền bị mình đoạt linh quyết, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, Đến lúc đó mình có thể mượn cơ hội nhục nhã hắn một trận. Hư. Ta đi theo ngươi, cho ngươi một quyển cũng không lấy đi được. Giang lệ khóe miệng gợi lên một vòng cười lạnh, tiến vào tàn thư các này là có thời gian quy định, làm chi mạch đệ tử mỗi lần tiến vào tàn thư các bên trong chỉ có một canh giờ thời gian. Giang huyền liếc mắt nhìn Giang lệ đi theo phía sau, cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục chọn lựa bí kíp mình muốn. Phách Sơn trưởng, Linh Quyết Thượng Phẩm cấp thấp, Cửu Dương Kiếm Pháp, cấp thấp hạ phẩm linh quyết. Nhìn bộ sách rực rỡ muôn màu, Giang Huyền cũng nhíu nhíu mày. Như thế nào tất cả đều là cấp thấp linh quyết, xem ra chỉ có đến tầng thứ hai mới có trung phẩm trở lên linh quyết. Nghĩ vậy, hắn liền đi về phía cầu thang tầng hai. Tiểu tử này, muốn làm gì? Giang lệ cùng với đám đệ tử Giang gia xung quanh thấy Giang Huyền ầm ỉ muốn tiến vào tầng thứ hai, đều nhíu mày. Đi tới đầu cầu thang, Giang Huyền liền muốn bước lên. Bất quá ngay tại Giang Huyền vừa mới tiếp xúc đến tầng thứ hai bậc thang thời điểm, một cổ lực cản cường đại đột nhiên đối với thân thể của hắn áp bách mà đến. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Giang Huyền lập tức bị cổ lực lượng phản chấn này bắn ra ngoài. Ha ha ha. Thật sự là cười chết ta. Giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai có một trận pháp loại nhỏ, hắn sẽ tự mình kiểm tra tu vi của người tiến vào, chỉ có người tu hành võ đạo đạt tới chân nguyên cảnh mới có thể tiến vào. Ngu ngốc! Giang lệ nhìn thấy Giang Huyền kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Mọi người đều biết, cảnh giới tu luyện theo thứ tự phân chia thành khai mạch cảnh, chân nguyên cảnh, hóa hải cảnh, nguyên đan cảnh. Mà rõ ràng tầng thứ hai này cần tu vi chân nguyên cảnh mới có thể tiến vào. Thì ra là thế. Giang Huyền gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn tới, cho nên không biết trong tàng thư các này lại còn có trận pháp kiểm tra tu viên người. Khó trách vừa rồi lão giả kia cũng không có quy định cấp bậc công pháp hắn chọn lựa. Bởi vì tu vi khai mạch cảnh căn bản không vào được tầng lầu 2. Bất quá, người khác không được, cũng không có nghĩa là hắn cũng không được. Trong truyền thừa của thần Long, trong cửu tinh thần Long Quyết còn kèm theo một quyển chân Long Bí Điển, bên trong ghi lại tất cả tri thức thu nạp của Long tộc ở niên đại thượng cổ, trong đó liền bao hàm trận pháp. Cho nên trận pháp trước mắt này ở trước mặt Giang Huyền, giống như trò đùa. Lập tức, tinh thần của hắn cảm giác lực bộc phát, kia nguyên bản không hề một vật trước mặt, xuất hiện một mảnh màu đỏ màng sáng. Đây chính là trận pháp kia. Ở trong trận pháp này, Giang Huyền có thể cảm giác được có chung quanh vị trí tự hộ có một ít rất nhỏ dao động. Đây chính là điểm tự chung quanh đúc đạo trận pháp này, chỉ cần ta phá hư một điểm trong đó, Đạo trận pháp này hẳn là sẽ xuất hiện mất cân bằng ngắn ngủi, đến lúc đó ta có thể lợi dụng khe hở này đi qua." Giang Huyền nghĩ, chợt một đạo kình khí hình rồng màu vàng trên ngón trỏ tay phải của hắn hướng về một điểm tự trận pháp phía trước điểm tới. Ông ông. Khi kình khí chạm vào điểm tựa, Giang Huyền kinh hỉ phát hiện quả nhiên giống như hắn dự đoán. Trong nháy mắt kình khí chạm vào, trận pháp kia giống như là băng tuyết gặp tà dương, từng chút một tiêu tán chính là hiện tại gian huyền không chút do dự bước ra xuyên qua trận pháp bước lên tầng thứ hai điều này điều này sao có thể ngay ở phía sau nhìn chờ hắn tiếp tục xấu mặt gian lệ nhìn thấy gian huyền thế nhưng không có bị lực lượng trận pháp bắn ra nhất thời quá sợ hãi hắn vội vàng tiến lên thình thịch bất quá khi hắn tiến lên thời điểm kia vừa mới bị gian huyền phá hư trận pháp lại lần nữa chữa trị xong cho nên xuất hiện một màn lập tức. Đáng giận. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang lệ phẫn nộ rít gào. Giang huyền đi tới tầng thứ hai về sau, liền tiếp tục chọn lựa công pháp. Cái này tầng thứ hai công pháp, so với tầng thứ nhất mà nói, liền muốn ít đi rất nhiều, bất quá lại càng thêm cao cấp, nếu là phóng ra bên ngoài, chắc chắn đưa tới vô số người tranh mua. Bất quá, hiện giờ hắn cần nhất chính là một bản thân pháp linh quyết cùng một quyển quyền pháp loại linh quyết như thế đối địch thời điểm cũng có thể làm được tiếng có thể công lui có thể thủ trải qua một vòng sàng lọc hắn rốt cục chọn trúng một quyển trung cấp thượng phẩm thân pháp linh quyết thiên vân độ bản thân pháp linh quyết này không chỉ có phẩm cấp khá cao hơn nữa lúc thi triển cần tiêu hao cũng là nhỏ nhất vừa vặn thích hợp hắn sử dụng hiện tại liền nó đi chọn xong thân pháp linh quyết Giang Huyền lại nhanh chóng xẹt qua một loạt giá sách. Nhưng đúng lúc này, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn lại, sau đó rơi xuống một quyển linh quyết. Bách quyền chấn thể công. Chương 4 Một ngày hai cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ thấy quyển linh quyết này cực kỳ cũ nát, mặt trên phủ kín cho bụi, rất hiển nhiên đã rất lâu không có người động qua. Giang Huyền gỡ xuống, sau đó mấy chữ to rõ ràng cổ xưa liền xuất hiện ở trước mắt bách quyền trấn thể công cấp thấp thường phẩm linh quyết trăm quyền ra thiên động đất tạ đạo tru luyện tới đại thành có thể so với linh quyết thường phẩm cao cấp công pháp thật bá đạo a Giang huyền tâm hoa nộ phóng công pháp này tuy nói là cực kỳ bá đạo nhưng đối với hắn có cửu tinh thần long quyết mà nói vừa vặn phối hợp lẫn nhau đến lúc đó chắc hẳn lực lượng sẽ mạnh hơn trong lòng nghĩ như vậy, Giang Huyền liền cảm thấy mỹ mãn xuống cầu thang, trực tiếp đi tới chỗ lão giả áo bào trắng đăng ký. Ồ, đây là... Bách quyền chấn thể công. Khi nhìn thấy một quyển linh quyết trên tay Giang Huyền, lão giả áo bào trắng khẽ nhíu mày. Mặc dù bản linh quyết này cực kỳ bá đạo, nhưng nếu bản thân linh khí không đủ, sẽ bị cắn trả. Lão giả áo bào trắng thấm thí nói, đơn giản là tu luyện bản linh quyết này nguy hiểm cực lớn, Hắn quả thực không muốn nhìn thấy một tiểu tử ngày sau có cơ hội bước vào chân nguyên cảnh giới thiên phú bởi vì tu luyện bản linh quyết này mà tiền đồ bị hủy hết. Ân. Ta xác định. Bất quá, dưới sự kiên trì của Giang Huyền, lão giả áo bào trắng cũng chỉ có thể lắc đầu, giúp Giang Huyền đăng ký một chút thư tịch lấy đi, liền đem hai quyển linh quyết đưa cho Giang Huyền. Nhìn dần dần đi xa bóng lưng, lão giả có chút cảm thán. Tiểu tử này Tuổi còn trẻ ngược lại là có vài phần quyết đoán, hy vọng hắn có thể lượng sức mà đi, không nên bị cái kia Bách quyền chấn thể công luyện phế đi mới tốt a. À. Rời khỏi tàn thư các, Giang Huyền liền dự định đi vào rừng núi tu luyện. Giang Huyền. Bất quá, một đạo thanh âm làm cho cước bộ của hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đi về phía hắn. Giang Huyền ánh mắt hơi lạnh bởi vì hai người này chính là đã từng phản bội qua hắn Giang Tuyết cùng với Giang Gia Thiên tại Giang Thiên Giật. Giang Huyền, ta nghe nói ngươi đánh bại Giang Mạc, hơn nữa gần đây dường như vẫn luôn cố gắng tu luyện. Lúc này, Giang Tuyết bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Huyền thần sắc lạnh như băng. Giang Tuyết nhìn thấy Giang Huyền cái kia lạnh như băng sắc mặt, lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Giang Huyền, nếu như ngươi là muốn dùng một loại phương thức như vậy đến khiến cho ta chú ý lời nói, ta đầy khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm đi. hiện tại chúng ta đã sớm không cùng một tầng lớp, ngươi như tên hề, chỉ khiến ta càng thêm chán ghét. hôm nay em đã là người phụ nữ của anh thiên vật, em khuyên anh đừng ảo tưởng những thứ không có. cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, kết quả chỉ làm tổn thương chính anh. nghe nói như thế, giang huyền nở nụ cười, hắn không nghĩ tới người lại có thể vô sĩ đến loại tình trạng này. Một tiếng gầm lên, giang tuyết sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cô vội vàng lui về phía sau vài bước. Thiên giật ca. Tên phế vật này khi dễ ta. Giang tuyết điềm đạm đáng yêu nói. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, tự phế linh mạch, dập đầu nhận sai với tuyết nhi. Trong kỳ thi tháng 2, ta sẽ tự mình ra tay phế ngươi. Giang thiên giật trực tiếp nói, bá đạo, lạnh như băng, cũng không có bất kỳ ngữ khí thương lượng nào. Thần sắc hắn hờ hững, phản phất cao cao tại thượng. Giang Huyền nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi, ngữ khí thờ ơ kia lại làm cho Giang Tuyết tức giận đến xanh mặt. Được. Đến lúc đó ta chờ. Đi tới núi rừng, Giang Huyền cũng không có nóng lòng tu luyện. Từ trong cửu long bí điển ghi lại, Giang Huyền biết được một loại tên là tụ linh phù tồn tại. Cái gọi là linh phù, chính là lợi dụng linh lực ở trên vật thể tiến hành khắc họa phù văn khiến cho nó có được các loại diệu dụng thần kỳ tỷ như thiên chu thánh văn liền có thể huyển hóa ra ngàn vạn sợi tơ dùng để chiến đấu lúc quấy nhiễu đối phương hành động mà giống như không gian phù văn thì có thể làm cho võ giả có được năng lực vượt qua hư không mà lúc này đây gian huyền muốn khắc họa loại tụ linh văn này lại có thể để cho võ giả tại lúc tu hành nhanh hơn hấp thụ trong thiên địa linh khí khiến cho hắn có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Lập tức Giang Huyền không do dự, tiện tay xé một góc áo, chuẩn bị một cây bút lông sói thượng hạng. Giang Huyền cầm lấy bút lông sói, dựa vào phương pháp minh văn ghi lại trong cửu long bí điển, cẩn thận từng ly từng tí khắc họa. Phù văn một đạo thần bí mà khó lường, ở trên mảnh đại lục này phù sư cực kỳ khan hiếm, cơ hồ có thể nói là tồn tại như truyền thuyết. Nhưng đối với Giang Huyền có được cửu long bí điển truyền thừa mà nói, cũng không phải là việc khó. Cho nên Giang Huyền trong quá trình khắc phụ văn tuy rằng thập phần chậm chạp, nhưng lại thuận lợi dị thường, rất nhanh hắn liền giống như tiến vào trong hoàn cảnh vật ngã lưỡng vong. Hồi lâu sau, chỉ thấy một đạo phụ văn màu xanh liền xuất hiện ở trước mắt. Thành công rồi. Giang Huyền khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười hài lòng. Gì bất quá, hắn giống như là cảm giác được một tia khác thường, hai trọng mắt của hắn khẽ nhắm, Cảm thụ được trong cơ thể xuất hiện biến hóa. Tinh thần cảm giác lực trở nên mạnh mẽ. Giang Huyền mừng rỡ như điên, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với mảnh thiên địa này dường như càng ngày càng rõ ràng. Là nguyên nhân khắc phù văn này. Giang Huyền ánh mắt hơi sáng, xem ra chính mình lúc này khắc phù văn để tinh thần cảm giác lực trở nên càng ngày càng cường đại, nếu là có thể vẫn khắc như vậy đi xuống, đến lúc đó đối với mình cảnh giới đột phá chắc chắn sẽ rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, Giang Huyền không nói hai lời liền tiếp tục khắc linh phù. Không biết qua bao lâu, Giang Huyền rốt cục đình chỉ khắc họa, nhìn trước mặt mình chất đầy từng quả phù văn, Giang Huyền cũng cảm giác một trận hoảng hốt, bất tri bất giác lại khắc họa nhiều như vậy sao? Hơn nữa, hắn phát hiện cảnh giới của mình bây giờ phản phất càng sâu một tầng, tùy thời có thể đột phá đến khai mạch cảnh bốn tầng. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong đầu, cửu tinh thần long quyết, nhanh chóng vận chuyển hấp thu trong thiên địa linh khí. Trên mảnh đại lục này mọi người tu hành chính là linh mạch, bất quá cái này linh mạch hấp thu tốc độ thật sự là có chút chậm. Giang huyền thầm thì trong lòng, chợt tâm niệm khẽ động, trong cơ thể dường như có tiếng rộng ngâm vang lên. Sau đó, chính là nhìn thấy trên người hắn có kim quang lóng lánh, linh mạch vốn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt kia cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa, hóa thành một mạch máu màu vàng, đây là long mạch. Long mạch chính là một loại luyện thể thuật cực kỳ mạnh mẽ trong cửu tinh thần long quyết, tốc độ hấp thu linh khí của nó vượt xa linh mạch bình thường gấp 10 lần. Oanh Khi linh mạch hóa thành long mạch, Giang Huyền rõ ràng cảm giác được trong thiên địa linh khí hấp thu tốc độ biến nhanh, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Xa 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 Lực hấp thu đáng sợ cộng thêm sự tương trợ của tụ linh phù, nhất thời linh khí chung quanh như là bị hắc động cắn nuốt. Rào, một tiếng linh khí trong phạm vi mười dặm lại bị rút hết sạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, lực lượng đáng sợ kia tựa hồ còn chưa đình chỉ, còn đang không ngừng lan tràn về phía xa. Theo linh khí không ngừng rót vào, khí tức trên người Giang Huyền cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến một lúc nào đó. Phốc phốc. Hai đạo thanh âm rất nhỏ ở trong cơ thể Giang Huyền truyền ra, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, trên mặt hiện đầy nụ cười, hắn mừng rỡ nói. Khai mạch cảnh ngũ trọng. Đúng vậy, vẻn vẹn nửa ngày công phu Giang Huyền liền đột phá, hơn nữa là một ngày hai cảnh. Hắn mừng rỡ thu thập một chút đồ đạc, liền hướng núi rừng chỗ sâu đi đến. Chương 5 Liệt Diễm Sư Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phóc suy Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ bỗng nhiên từ chỗ tối vọt tới, một quyền chính là đem trước mặt một đầu ma hùng đồng xuyên. Thân ảnh vừa hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn, người này chính là Giang Huyền đã ba ngày kể từ khi Giang Huynh bước vào khu rừng này. Trong ba ngày này, Giang Huyền săn giết không ít linh thú, trong đó còn bao gồm khai mạch cảnh lục trọng thực lực tồn tại. Hiện tại ta đã đem bách quyền chấn thể công tu tới tiểu thành cảnh giới, có thể dễ dàng đánh chết khai mạch cảnh lục trọng linh thú, coi như là gặp phải khai mạch cảnh bát trọng tồn tại, hôm nay ta cũng đã có lực đánh một trận. Chỉ cần ta có thể săn giết thêm một ít linh thú, ta có thể cho Linh Nhi đổi lấy tị hàng đan. Giang Huyền lắc lắc túi càng không trên tay, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn lấy ra một thanh chủy thủ, đem bụng cự hùng cắt ra, đem linh thú tinh phách kia lấy ra. Những tinh phách linh thú này là tinh hoa trong cơ thể linh thú, ẩn chứa năng lượng cực lớn, nếu trực tiếp nuốt vào, có thể làm cho một người tăng tiến tu vi, để cao sức chiến đấu. Mà nếu là cầm đi buôn bán, cũng có thể đạt được một khoản thu nhập không nhỏ, cho nên Giang Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua đơn giản thu thập một chút, Giang Huyền liền tính toán tiếp tục săn giết linh thú. Hống. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm kinh thiên nộ bỗng nhiên từ trong rừng truyền ra. Hả? Chuyện gì xảy ra? Giang Huyền nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút hứng thú, bước chân hắn bước ra, liền hướng phương hướng thanh âm truyền đến mà đi. Chạy mau. Là liệt diễm sư vương. Bất quá mới vừa đi chưa được bao xa, Giang Huyền liền nhìn thấy đối diện có mấy đạo thân ảnh hướng hắn bên này chạy tới, bọn họ trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Liệt diễm sư vương Giang Huyền nỉ non một tiếng, chợt sắc mặt hắn mừng như điên, hắn nghe nói qua liệt diễm sư vương tồn tại, đây chính là tương đương với nhân loại khai mạch cảnh bảy tầng linh thú A, nếu là có thể đem đánh chết, đến lúc đó không chỉ có thể đổi lấy tỷ hàng đan, còn có thể đạt được một khoản thu nhập xa xỉ. Nhị tiểu thư, chạy mau. Bất quá ngay tại thời điểm hắn muốn có hành động, cái kia chạy tới vài đạo thân ảnh bên trong, một gã thiếu niên liền hướng về phía sau quát. Nhị tiểu thư. Giang huyền nhướng mày, sau đó hắn liền nhìn thấy ở phía sau, một thiếu nữ đang thi triển thân pháp nhẹ nhàng, tránh né liệt diễm sư vương. Thân pháp thật kỳ diệu. Giang huyền ánh mắt hơi sáng, bộ thân pháp linh quyết này tự hồ cực kỳ không tầm thường, xem ra so với thiên vân độ của hắn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng là cao cấp hạ đẳng linh quyết. Xem bộ dáng của bọn họ, hẳn là đệ tử đến từ đại gia tộc, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, nếu không không có khả năng đạt được thân pháp linh quyết cao cấp như thế. Giang Huyền đứng tại chỗ, âm thầm phân tích. Hống. Liệt Diễm sư vương tự hồ cũng phẫn nộ, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sóng âm đáng sợ trong nháy mắt làm cho sắc mặt thiếu nữ trắng bệch. Phốc suy thiếu nữ kia chỉ cảm thấy màn nhĩ một trận đau đớn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Nhị tiểu thư Đám thiếu niên đi theo sắc mặt tái nhợt, nhưng không ai dám đi qua. Đông Liệt diễm sư vương hai mắt đỏ bừng, mang theo một tia tàn nhẫn, nó mở miệng to như chậu máu, đạp bước chân nặng nề, ngay tại dưới ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của thiếu nữ kia cắn xé mà đi. Xong rồi. Kia đồng hành một gã tuấn giật thiếu niên nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm, bước chân của hắn hướng về phía sau di động, liền chuẩn bị chạy trốn. Hưu! Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên một đạo tiếng gió xé từ phía sau vang lên, một đạo thân ảnh thiếu niên trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt. Bách quyền chấn thể công. Thình thịch. Một quyền hạ xuống, liệt diễm sư vương vốn khí thế hung hăng nhất thời bị trì trệ, sau đó nó liền cảm giác được một cổ cảm giác đau đớn không cách nào hình dung trong phút chốc tràn ngập toàn thân, thân hình khổng lồ cũng vào giờ khắc này phản xạ có điều kiện bay ngược ra. Cái này. Mọi người nháy mắt trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Liệt Diễm Sư Vương a, tồn tại khai mạch cảnh thất trọng. Nhưng mà, dưới một quyền của thiếu niên này, lại bị đánh bay mấy mét. Nhưng bọn họ nào biết đâu, giang huyền hiện giờ đã đạt tới khai mạch cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, cửu tinh thần Long Quyết, cùng bách quyền chấn thể công bá đạo như vậy công pháp Linh Quyết, chồng lên lực lượng có thể đạt tới vạn cân, coi như là bình thường khai mạch cảnh thất trọng cao thủ hiện giờ cũng sẽ không phải là đối thủ của Giang Huyền. Hống Liệt diễm sư vương bị đau kêu thảm, nó chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân dường như đều muốn trả rời, hai mắt nó đỏ tươi, liền hướng về phía Giang Huyền mà đi. Vân Hy, em không sao chứ? thiếu niên tuấn giật kia nhìn thấy liệt diễm sư vương đi xa lúc này mới chạy tới trước mặt thiếu nữ người này là ai thực lực thật mạnh a à? đám thiếu niên kia nhìn bóng lưng dần dần đi xa nhất thời giật mình nói những thợ săn này tuy rằng không có bản lĩnh gì bất quá đối phó những linh thú này cũng là có chút một bộ nghĩ đến hẳn là sử dụng thủ đoạn gì đi thiếu niên tuấn giật liếc mắt nhìn sư vương rời đi vẻ mặt khinh thường nói ta nghe nói những thợ săn kia sẽ trải lên người một ít bột khu thú mua từ trên thị trường từ đó làm cho những linh thú chiến đấu với bọn họ giảm sức chiến đấu trên diện rộng thực lực của thiếu niên kia làm sao có thể so sánh với tần hoàng đại ca ai không biết tần hoàng đại ca chúng ta hiện giờ đã đạt tới thực lực khai mạch cảnh lục trọng ở thiên thủy quận cũng được cho là người nổi bật rồi đám thiếu niên kia nhất thời thổi phòng lên nghe mọi người thổi phòng tên tần hoàng kia trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý hắn tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Các ngươi đủ rồi. Vân Hy bỗng nhiên tiếng quát, để cho tất cả mọi người thoáng cái ngừng lại tiếng cười, mà kia tần hoàng nụ cười trên mặt càng là một trong cứng ngắc. Mặc kệ nói như thế nào, người ta cũng là cứu chúng ta. Chúng ta vẫn là mau đi qua xem, có thể hay không giúp đỡ hắn đi. Nói xong, nàng chán ghét nhìn tần hoàng một cái, liền chạy về phía Giang Huyền rời đi. Nhìn thấy Vân Hy trên mặt thần sắc, Tần Hoàng sắc mặt càng là một trong trầm, hắn là thiên thủy quận đệ nhất đại gia tộc Tần Gia Nhị Công Tử. Đối với Vân Hy sắc đẹp hắn sớm thèm nhỏ giải đã lâu, thậm chí hắn đã đem Vân Hy trở thành chính mình nội định vợ. Nhưng mà, từ khi tiếp xúc tới nay, Vân Hy luôn cho hắn một loại cảm giác khoảng cách, phản phất vĩnh viễn cũng không thể tới gần. Nhưng mà, đối với cái này vừa gặp qua một lần tiểu tử, Vân Hy vậy mà thân thiết như thế, điều này làm cho Tần Hoàng trong lòng sinh ra một tia ghen tị mà ở bên kia. Thình thịch thình thịch. Theo Giang Huyền từng quyền hạ xuống, liệt diễm sư vương có mỹ danh, vua thân thể cũng hoàn toàn không chịu nổi. Hắc hắc. Có tinh phách linh thú của liệt diễm sư vương, hẳn là đủ để mua tị hàng đan của Linh Nhi rồi. Giang Huyền lau mồ hôi một phen, liền đem linh thú tinh phách lấy ra. Mà ngay khi hắn định rời đi, hắn bỗng nhiên nhận thấy huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào, đây là. Chương 6 giết hết thiên hạ bất nghĩa người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thôn phệ chi đạo. Ánh mắt Giang Huyền sáng ngời, hắn nhớ rõ trong cửu tinh thần Long Quyết có ghi lại, muốn đúc thành chí tôn bá thể, hóa thân thành chân long, ngoài trừ tu luyện cửu tinh thần Long Quyết, còn có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, rèn luyện huyết mạch bản thân. Mà liệt diễm sư vương trước mắt này không thể nghi ngờ là tài liệu tốt nhất. Hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, bàn tay Giang Huyền đập mạnh vào người sư vương, sau đó cửu tinh thần long quyết nhanh chóng vận chuyển ra, cắn nuốt huyết mạch sư vương. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cái kia khổng lồ thú thân lại bắt đầu khô quát xuống, mà hắn tự thân khí tức cũng tại liên tiếp kéo lên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Thực lực của ta lại tăng cường. Giang Huyền sắc mặt mừng rỡ, hắn phát hiện hôm nay thực lực của mình lại có tăng lên. Nếu sau này có thể gặp được linh thú có huyết mạch chân long, thực lực của ta tất nhiên có thể tăng lên. Công tử. Mà đúng lúc này, Vân Hy chạy tới bên này, nhìn ngã trên mặt đất liệt diễm sư vương, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn cũng là khẽ mở. Mà đám người tần hoàng ở phía sau vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên cho rằng đây là linh thú giang huyền lợi dụng phấn khu thú mới có thể hàng phục. Hồi lâu, Vân Hy lúc này mới tỉnh táo lại, đối với giang huyền thản nhiên cười nói. Vừa rồi còn phải đa tạ công tử ra tay cứu giúp, xin chào, ta là Vân Hy. Giang Huyền Giang Huyền nói Giang công tử, linh thú trong rừng rất nhiều, một mình ngươi cũng rất nguy hiểm, nếu thuận tiện, chúng ta có thể kết bạn mà đi, đến lúc đó trên đường cũng có thể chiếu ứng. Vân Hy ngọt ngào cười, tự hồ là nhìn trung Giang Huyền thực lực. Ngươi cũng quá để mắt hắn, tiểu tử này vừa mới bất quá là dùng đuổi thú phấn, mới chém giết linh thú. Bất quá, Loại phương pháp này cũng không phải mỗi lần đều có tác dụng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta vướng víu. Không đợi Giang Huyền mở miệng, Tần Hoàng lập tức cười nhạo một tiếng. Giang Huyền nhìn Tần Hoàng một cái, hắn có thể nhận ra địch ý đối với hắn trong giọng nói của Tần Hoàng, điều này làm cho sắc mặt của hắn có chút lạnh lùng, mình tự hồ chưa từng đắc tội với hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, người như Tần Hoàng, nếu là hắn dám làm cái gì, chính mình có thể tiện tay đánh chết hắn cười cười mở miệng đa tạ vân cô nương hảo ý bất quá ta người này đọc lai độc vãn quen sẽ không cùng các vị đồng hành dứt lời hắn liền trực tiếp rời đi cái này ngược lại để cho vân hy có chút thất vọng tần đại ca tiểu tử này hình như đã lấy đi thứ đáng giá trên người liệt diễm sư vương có thiếu niên đồng hành nhìn thoáng qua liệt diễm sư vương khô quắc sắc mặt khó coi nói yên tâm hắn chạy không thoát Tần Hoàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u hiện lên một tia sát ý. Cùng Vân Hy đám người sau khi chia tay, Giang Huyền một đường liền hướng về núi rừng bên ngoài đi đến. Nhìn thoáng qua từng viên linh thú tinh phách cùng với linh phụ trong túi càng khôn, Giang Huyền nhếch miệng cười nói. Tị hàng đan của muội muội xem như có tin tức, hơn nửa viên linh thú tinh phách của liệt diễm sư vương này, còn có những linh phù này, hẳn là có thể đổi lấy không ít ngân nguyên. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền cảm giác vô cùng sảng khoái, có lẽ qua hôm nay, hắn Giang Huyền coi như là người có tiền. Phế vật, người đứng lại cho ta. Bất quá ngay tại Giang Huyền lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền tới. Giang Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đối diện có mấy bóng người đứng, mấy người kia rõ ràng là Tần Hoàng mà Giang Huyền vừa mới gặp cùng với mấy thiếu niên đi theo. Có việc gì? sắc mặt Giang Huyền có chút lạnh như băng chính mình chưa từng đắc tội với bọn họ, thậm chí có thể nói là đã cứu mạng mấy người bọn họ, nhưng mà đối phương lại tự hồ có địch ý với mình. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không. Mấy tên thiếu niên đi theo vênh váo tự đắc nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Có bản lĩnh thì tự mình tới lấy đi. Giang Huyền lắc đầu, liền trực tiếp tiếp tục đi lại, càng không có lại nhìn bọn họ một cái. Thái độ của Giang Huyền khiến sắc mặt Tần Hoàng khó coi. Hừ, rượu mời không thích uống rượu phạt. Tiểu tử, chết cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tần Hoàng đã từng bước bước ra, sải bước đi về phía Giang Huyền, trường kiếm trên tay rạng rỡ sinh huy, tản ra sáng bóng lạnh lẽo. Dám cùng Tần Hoàng hắn cướp nữ nhân, quả thực muốn chết. Đây là ngươi tự tìm. Giang Huyền lạnh lùng mở miệng, sau một khắc, Giang Huyền động, bàn chân của hắn vừa đạp mặt đất, thân thể liền giống như đạn pháo bình thường nổ tung mà ra. Sau đó, một đạo long hình kinh khí trên tay nhất thời giống như cầu vòng xuyên qua mà ra. Linh khí phá thể. Điều này sao có thể? Tần Hoàng vốn vẻ mặt cười lạnh dết tới, khi nhìn thấy kinh khí hình rồng có chút hư ảo trên tay Giang Huyền, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch không sắc. Ngay cả những thiếu niên đi theo kia, Nhìn thấy cổ long hình kình khí này, sắc mặt cũng vào lúc này trở nên tuyệt vọng. Mọi người đều biết, tại khai mạch cảnh cảnh giới này bên trong, chủ yếu tu luyện chính là võ giả thân thể, bởi vì chỉ có thông qua không ngừng rèn luyện thân thể, cường kiện thể phách, tại ngày sau đột phá cảnh giới thứ hai chân nguyên cảnh lúc, trong cơ thể mới có thể sinh ra chân nguyên hạt giống, dùng để dự trữ linh khí, đến lúc đó linh khí liền có thể phá thể mà ra, ngự khí giết người. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy hư ảnh hình rồng trên tay Giang Huyền mới có thể khủng hoảng như vậy. Chết! Theo tiếng quát hạ xuống, đám thiếu niên kia liền nhìn thấy Tần Hoàng trước đó vẫn không ai bị nổi, dưới một quyền này lại không hề có lực chống đỡ, trong nháy mắt va chạm, trường kiếm sắc bén thế nhưng từng tất từng tất vỡ vụn ra. Mà Tần Hoàng bị Giang Huyền một quyền đánh bay, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều vỡ nát. Sau khi hấp thu huyết mạch lực của liệt diễm sư vương, Giang Huyền phát hiện mặc dù cảnh giới của mình cũng không tăng lên quá lớn, bất quá cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Mình tuy rằng hiện giờ cũng không có đột phá đến cảnh giới chân nguyên, nhưng đã ở trong cơ thể ngưng tụ ra một hạt giống chân nguyên. Cứ như vậy ngày sau hắn ở phương diện đối địch lại có thêm một lá ác chủ bài. Nhìn Tần Hoàng bị một quyền đánh chết, mấy tên thiếu niên kia thần sắc hoảng hốt. Quái vật Người này quả thực chính là quái vật. Thung thung. Nhìn Giang Huyền từng bước đi về phía bọn họ, cả người bọn họ nhất thời run rẩy. Giang công tử, tha mạng a. À. Giang công tử, chúng ta cũng đều bị tiểu nhân Tần Hoàng mê hoặc. Còn có chúng ta đều là đệ tử Tần gia, nếu là ngươi giết. Phốc phốc. Nhưng mà, bọn họ lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Giang Huyền trên tay trường kiếm vung lên, kia vài tên thiếu niên thanh âm nhất thời im bặt, bọn họ ông máu tươi điên cùng phun cổ lại phát hiện rốt cuộc nói không nên lời một câu. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu muốn giết ta, như vậy phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ánh mắt Giang Huyền lạnh như băng, đối với hạng người vong ân phụ nghĩa này, nên như thế. Sau đó, Giang Huyền lại tìm ra một ít ngân lượng trên người bọn họ. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, hắn cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, bởi vì tại yêu thú này hoành hành trong rừng rậm, chết mấy người là lại bình thường bất quá căn bản không có khả năng sẽ có người tra được trên đầu của hắn. Chương 7. Bách Bảo Đường phó đường chủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, Giang Huyền liền rời khỏi yêu thú rừng rậm, về tới Thiên Thủy Quận. Không bao lâu sau hắn đi tới trước một căn gác xép. Bách Bảo Đường. Nhìn phía trên mấy cái ánh vàng rực rỡ cổ xưa chữ to, Giang Huyền không có do dự, trực tiếp cất bước đi vào bách bảo đường là một thế lực cực kỳ đặc thù độc lập với các đại gia tộc là một trong những thế lực đứng đầu nhất trong quận thiên thủy cho dù là tần gia và giang gia như mặt trời ban trưa hiện giờ cũng không cách nào so sánh được vị công tử này không biết ngươi muốn mua binh khí hay đang dược đi vào trong đường lập tức liền có một thiếu nữ đi lên đón ta muốn dùng một ít linh thú tinh phách đổi lấy một quả tỵ hàng đan sau khi giang huyền lấy tinh phách ra hắn có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt khiếp sợ xung quanh, dù sao trong này có tinh phách linh thú của khai mạch cảnh cửu trọng liệt diễm sư vương. Cuối cùng, hắn tại thiếu nữ kia có chút cổ quái trong ánh mắt, tiếp nhận cái kia năm ngàn lượng bạc trắng cùng với một viên tỵ hàng đan. Điều này làm cho Giang Huyền đại hỷ, trước kia hắn ở Giang gia mỗi tháng có thể lĩnh được nguyệt cung, cũng vẻn vẹn chỉ có năm lượng. Ta còn có một ít đồ muốn bán, bất quá còn muốn đường chủ các ngươi tự mình tới giang huyền do dự một chút mở miệng nói nếu công tử muốn bán thứ gì trực tiếp tìm ta là được không cần kinh động đường chủ thiếu nữ kia dường như có chút không vui nàng từ trên xuống dưới đánh giá giang huyền một cái tuy nói giang huyền có thể thoáng cái xuất ra nhiều tinh phách như vậy làm cho nàng có chút kinh ngạc nhưng tiểu tử này không khỏi quá tự đại một chút giang huyền lắc đầu lấy ra một quả phù văn chính là một quả tụ linh phù mà giang huyền đã khắc lúc trước đây là linh phù thiếu nữ kinh ngạc nói linh phù ở nguyên vũ hoàng triều cũng không thấy nhiều chớ nói chi là nơi này hẻo lánh thiên thủy quận công tử mời đi theo ta thiếu nữ biết vừa mới có chút thất lễ nàng sắc mặt đỏ bừng mang theo giang huyền tới hậu trường quánh nhi hắn là ở hậu trường một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn về phía giang huyền trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc sư phụ vị công tử này sau đó thiếu nữ được xưng là oánh nhi kia đem mục đích của giang huyền nói ra liền tới phù sư di ngươi là người giang gia lão giả cười nói trong mắt mang theo tò mò trong mắt giang huyền hiện lên một tia khiếp sợ lão giả này liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn giang công tử muốn bán linh phù này lão giả cũng không có tiếp tục dây dưa ở vấn đề này hắn mở miệng hỏi từ ngoài ra ta còn muốn làm phó đường chủ của bách bảo đường cung vọng. Khi Giang Huyền vừa mới bật thốt lên, Quảnh Nhi ở bên kia nhất thời nhịn không được mở miệng, tuy nói nơi này chỉ là một chi nhánh của Bách Bảo Đường trên phiến đại lục này, nhưng mỗi một đường chủ cùng phó đường chủ ai không phải là nhân vật oai phong một cõi, nhưng Giang Huyền bất quá chỉ là một tiểu tử khai mạch cảnh ngũ trọng. Tiểu tử, khẩu vị cũng không nhỏ, bất quá, muốn làm ta Bách Bảo Đường phó đường chủ, chỉ bằng vào ngươi một quả linh phù này còn xa mới đủ a. À? lão giả mở miệng cười nói, vị trí phó đường chủ bách bảo đường của hắn há lại rẻ như vậy sao? Vậy nếu ta không chỉ có một quả linh phù này thì sao? Giang huyền thản nhiên mở miệng. Ách! Lão giả cùng thiếu nữ kia sửng sốt. Cho dù hôm nay nguyên vũ hoàng triều cường đại nhất thiên cổ đại sư luyện chế một quả linh phù, cũng cần ba ngày thời gian, ngươi cho rằng linh phù là trên thị trường rau cải trắng sao? Thiếu nữ oánh nhi vẻ mặt khinh bỉ, bất quá ngay tại nàng dự định tiếp tục nói thời điểm miệng của nàng nhưng là dần dần há to lên bởi vì ở trước mặt của nàng linh phù kia làm cho rất nhiều linh phù đại sư đều cực kỳ đau đầu đã bị giang huyền giống như giấy vụn từng cái từng cái từ trong túi càng không ném ra ngoài quánh nhi và lão giả nhìn nhau vẻ mặt khiếp sợ cái này tiểu tử này sẽ không phải là đem toàn bộ quốc khố đều cướp sạch một lần đi lão giả giờ phút này chỉ cảm thấy môi có chút khô khốc Toàn thân có loại cảm giác khô nóng, linh phù vốn là thư thất, ở bên ngoài đều là bảo vật bị vạn người tranh đoạt, nhưng tiểu tử này lại đem chúng nó làm giấy vụn đồng dạng ném ra ngoài, giống như không cần tiền dường như. Ở trong mắt lão giả, bị Giang Huyền vứt bỏ nơi nào là giấy vụn a, đây rõ ràng là từng khối hoàng kim a. Đủ chưa? Giang Huyền thản nhiên mở miệng. Đủ rồi. Đủ rồi. Giang công tử, linh phù này không thể bán cho lão phu ra giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Lão giả trung rẩy bàn tay, hỏi. Tuy địa vị của phân bộ Bách Bảo Đường ở quận Thiên Thủy cực cao, nhưng địa vị của phân bộ Bách Bảo Đường khác biệt rất lớn, nguyên nhân chính là bởi vì trong đường bọn họ không có một phù sư hay luyện khí sư nào tọa trấn. Mà nếu Giang Huyền có thể ở lại Bách Bảo Đường, đến lúc đó địa vị của Bách Bảo Đường quận Thiên Thủy tự nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Vậy, vị trí của phó đường chủ này, Giang Huyền thấy lão giả hơi do dự, liền làm bộ muốn đi. Giang công tử, xin dừng bước. Bất quá, ngay tại hắn sắp bước ra hậu trường một khắc kia, lão giả đi tới, hắn lấy ra một khối màu bạc yêu bài, cười khổ nói: "Giang công tử, đây chính là lệnh bài của phó đường chủ Bách Bảo Đường, ngày sau ở trong Bách Bảo Đường, trừ ta ra, ngươi chính là chấp chưởng giả cao nhất. Ngươi có thể điều động tất cả tài nguyên trong Bách Bảo Đường." Giang Huyền trên mặt không nổi gần sống, tiện tay tiếp nhận lệnh bài. Cũng tạm được. Nghe nói như thế, lão giả thiếu chút nữa bị tức học máu, này phó đường chủ vị trí không biết có bao nhiêu người chạy theo như việc, đến tiểu tử này trong miệng nhưng chỉ là tạm được. Đúng rồi. Sau đó ta còn có thể khắc thêm một ít linh văn cao cấp. Lúc gần đi, Giang Huyền nhàn nhạt nói một câu, làm cho sắc mặt lão giả mừng rỡ. Thẳng đến khi trở về Giang gia, Giang Huyền trong lòng vui mừng liền rốt cuộc che giấu không được, hắn nhìn khối kia màu bạc lệnh bài, kích động không hiểu, có khối này lệnh bài, ngày sau hắn tại này thiên thủy quận trông coi như là có chỗ dựa vững chắc. Giang Huyền sau khi về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là đem tị hàng đang giao cho mùi mùi, sau đó trợ giúp nàng khu trừ hàng khí. Không thể không nói, hiệu quả của tị hàng đang này quả nhiên không tệ, sau khi dùng, hơn nửa Giang Huyền dùng linh lực khai thông một lần, sắc mặt Linh Nhi nhất thời trở nên hồng nhuận sau đó, Giang Huyền tự mình xuống bếp và nấu một bữa tối thịnh soạn. Giang Huyền, không tốt rồi. Ngay tại Giang Huyền đang dùng cơm thời điểm, bỗng nhiên sân lớn bị đẩy ra, một gã thiếu niên mồ hôi đầm đìa vọt vào. Giang Hổ, đã xảy ra chuyện gì? Giang Huyền lập tức đứng dậy. Thiếu niên đối diện tên là Giang Hổ, giống như hắn, đến từ nhánh Giang Gia. Khi Giang Mạc bởi vì lần trước bị ngươi đánh bại, cho nên trong lòng không cam lòng, liền đi mời ca ca của hắn Giang Huyễn ra tay, lấy chúng ta những này chi mạch đệ tử trút giận, hiện tại tiểu lục tử mắt thấy liền muốn không được. Oanh! Giang Huyền thần sắc tức giận, hắn thật không ngờ Giang Mạc này lại vô sĩ như thế, còn mời ca ca hắn ra tay. Mau dẫn ta đi! Hai người không nói hai lời, liền hướng diễn võ trường phương hướng mà đi. Chương 8 Ta là người ngươi không chọc nổi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang Huyền cùng Giang Hổ một đường hướng diễn võ trường phương hướng chạy tới, nhất thời đưa tới vô số người chú ý. Các ngươi xem, là Giang Huyền. Xem phương hướng của hắn chẳng lẽ là muốn đi cứu đám đệ tử chi mạch kia. Sự xuất hiện của Giang Huyền lập tức đưa tới sự chú ý của không ít người, trong khoảng thời gian này, con cháu chi mạch này giống như sao chổi cuộc khởi, một đường nghịch tập, bại Giang Mạc, cường thế leo lên tàn thư các tầng thứ hai, lúc này đây hắn lại muốn đi khiêu chiến giang huyền xếp hạng thứ bảy ngoài phủ sao mọi người nhao nhao suy đoán diễn võ trường thình thịch chỉ thấy trên sân một gã thiếu niên bị đánh quỳ rạp trên mặt đất máu tươi cùng phun bất quá nhìn thấy giang huyền đi tới giang huyền công kích cũng dừng lại giang huyền ngươi rốt cục tới rồi giang huyền từ trên cao nhìn xuống hắn chính là đang chờ giang huyền xuất hiện vì đệ đệ của hắn rửa sạch một chiêu kia sĩ nhục. Muốn cứu hắn, liền đi lên khiêu chiến ta. Trên diễn võ trường có quy củ, sau khi song phương tiếp nhận khiêu chiến, trừ phi có một người chịu chủ động tha thứ cho đối phương, nếu không liền cần có một người thay thế người nọ lên sân khấu tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Giang huyền, đừng mắc mưu, nơi này là giang gia, giang huyền không dám giết tiểu lục tử. Đúng vậy. Ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động a. À. Đám đệ tử chi mạch xung quanh nhau nhau mở miệng khuyên nhủ. Yên tâm đi." Giang Huyền nói một câu, ngay sau đó cất bước liền vượt lên đài cao, trên người áo bào màu trắng không gió tự động. Khai mạch cảnh ngũ trọng. Một màn này, để cho vô số giang gia đệ tử kinh hô lên tiếng. Giang Huyền đột phá đến khai mạch cảnh ngũ trọng, thiên phú thật đáng sợ. Đúng vậy. Nửa tháng trước, hắn ngay cả khai mạch cảnh nhất trọng cũng chưa đạt tới. Lúc này mới qua bao lâu? Khó trách hắn dám tiếp nhận khiêu chiến của Giang Huyển. Vô số người nhao nhao nghị luận. Ngươi vậy mà đột phá tới khai mạch cảnh ngũ trọng. Sắc mặt Giang Huyển âm trầm. Hai ngày trước luyện tập, không cẩn thận liền liên tục đột phá hai cảnh, nếu không là ta kịp thời dừng lại, thật đúng là sợ đến lúc đó căng cơ bất ổn. Giang Huyền lắc đầu, ngữ khí bình thản giống như đang nói một chuyện bình thường. Trao nhưng mà lời vừa nói ra, cả hội trường xôn xao. Trong chớp mắt, liên tục đột phá hai cảnh giới, hơn nữa đây còn là kết quả kịp thời thu lại, nếu không thu được. Vậy chẳng phải là muốn lên trời sao? Nói hưu nói vượng, đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Khóe miệng Giang Huyễn co giật, sắc mặt khó coi. Bất quá là trước kia ẩn tàng tu vi thôi, nhưng nếu ngươi cho rằng khai mạch cảnh ngũ trọng thực lực có thể thắng được ta, ta đây chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ một chút. Nói xong, hắn cả người linh khí bộc phát, kia linh khí cường hoành trình độ dĩ nhiên đạt tới khai mạch cảnh bảy trọng. Thình thịch. Sau đó, liền thấy bàn tay Giang Huyền nắm chặt thành quyền, nhanh chóng lướt về phía Giang Huyền. Thân ảnh Giang Huyền tựa như báo săn vồ mồi, hai tay hắn thành trảo, hướng eo Giang Huyền chập tới. Nếu đổi lại là người bình thường, một trảo này có thể lấy mạng đối phương. Thật không nghĩ tới Giang Huyền cũng lưu lại hậu chiêu nghe nói giang huyền này đã từng ngưng luyện ra phong cực linh mạch, cho nên tốc độ của hắn như gió. Hiện giờ phối hợp thế công hung ác như thế, trận chiến này chỉ sợ giang huyền giữ nhiều lành ít. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Như thế nào, tiểu tử? Sợ tới mức không dám nhúc nhích sao? Nhìn giang huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, giang huyền cười nhạo một tiếng. Lực lượng đáng sợ trên tay trở nên cuồng bạo hơn. Một chiêu này hắn sẽ hoàn toàn phế bỏ giang huyền. Bất quá. Ngay khi Giang Huyền sắp đụng tới Giang Huyền, thân thể Giang Huyền bỗng nhiên động, thiên vân độ thân pháp nhanh chóng vận chuyển, thân ảnh của hắn tự như linh hầu, tránh được một kích đáng sợ kia của Giang Huyền. Sau đó, trên bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo kình khí hình rồng, hung hăng tác vào mặt Giang Huyền. Thình thịch. Một đạo tiếng bàn tay vang dội đột ngột vang lên. À, ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy Giang Huyền vừa rồi còn không ai bị nổi, dưới một chưởng này dĩ nhiên không hề có lực đánh trả, còn giống như rác rưởi bị quạt bay ra ngoài. Thình thịch. Giang huyễn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này. Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm, trận này không có kinh tâm động phách như trong tưởng tượng, nhưng càng làm nổi bật sự cường đại của Giang huyền. Giang huyền, ta muốn ngươi chết. Giang huyển thẹn quá hóa giận sắc mặt đáng sợ, hắn bò dậy, trong tay xuất hiện một viên đan dược, sau đó hắn vội vàng nuốt vào sau một khắc khí tức cả người hắn nhất thời tăng vọt bất quá trong nháy mắt liền đột phá khai mạch cảnh bảy tầng đạt tới khai mạch cảnh tám tầng đi chết đi cả người khí tức tăng vọt gian huyễn lòng tin tăng gấp bội hắn cuồng tiếu một tiếng giống như điên cuồng dết về phía gian huyền Giang huyễn dùng đang dược tăng vọt tu vi rồi trong tràng biến hóa lập tức đưa tới từng đạo kinh hô những gian gia chi mạch đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi, ngay cả chủ mạch đệ tử cũng âm thầm lắc đầu, đối với gian huyền thủ đoạn này cảm thấy trơ trẽn. Nguy rồi, chỉ sợ gian huyền lần này không chết cũng sẽ tàn phế. Trên một đài cao, Giang Phong là cường nhân đệ nhất ngoại phủ nhíu mày nói. Bàn tay của hắn ẩn ẩn có vòng xoáy vô hình ngưng tụ, liền định ra tay. Làm ngoại phủ đệ nhất cường giả, hắn đã đạt tới khai mạch cảnh cửu trọng, đồng dạng đã có linh khí phá thể thực lực ha ha ha. Giang Huyền, ta mới là mạnh nhất. Khóe miệng Giang Huyền gần trong gan tất lộ ra một nụ cười bắt buộc. Bất quá quỷ dị chính là, Giang Huyền cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng kinh hoảng, trên bàn tay của hắn từng đạo u hắc sắc quyền ấn bỗng nhiên hiện lên. Bách quyền chấn thể công. Quyền ấn đáng sợ cùng một trưởng công tới hung hăng va chạm vào nhau dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Oanh! Sống xung kích đáng sợ quét qua, nhấc lên bụi bặm đầy trời. Kết thúc rồi. Mọi người lắc đầu, trong lòng vì Giang Huyền cảm thấy một trận tiếc hận. Thình thịch. Sau đó một khắc sau, tất cả mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, cái kia bị ném bay thân ảnh cũng không phải là trong tưởng tượng Giang Huyền, mà là lúc trước cái kia cuồng ngôn muốn giết Giang Huyền Giang Huyển. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người trở nên cổ quái, nhìn về phía thiếu niên vẫn đứng ở đây, tiêu sái mà đứng trong mắt bắt đầu xuất hiện kính sợ. Giang Huyền xếp hạng thứ bảy ngoài phủ, thực lực bản thân đương nhiên không thể nghi ngờ, nhưng dưới tay thiếu niên kia lại chống đỡ không nổi một chiêu, cho dù là Giang Huyền dùng đang dược vẫn như thế. Một quyền, định thắng thua. Giang Huyền đứng ở giữa sân, nhìn Giang Huyền quỳ rạp trên mặt đất như chó chết, ngữ khí hờ hững nói. Ngay sau, mời ngươi thấy rõ ràng người trêu chọc là ai. Ta. Không phải tồn tại ngươi có thể trêu chọc được. Nói xong, hắn không có nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt dại ra mọi người. Giang Phong trên đài đang định ra tay cũng là ánh mắt dại ra, sau đó hăng hái liếc Giang Huyền rời đi một cái, thì thào tự nói. Gia hỏa thật lợi hại, đối với Nguyệt Thí lần này ta ngược lại càng ngày càng chờ mong. Chương 9 Thiên Thủy Lầu Cát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Giang Huyền rời khỏi diễn võ trường về sau, liền về tới gian phòng tiếp tục tu luyện bây giờ khoảng cách nguyệt thí ngày cũng đã càng ngày càng gần. Ba ngày sau, Giang Huyền mở hai mắt nhắm chặt, lắc đầu. Khai mạch cảnh lục trọng quả nhiên không dễ đột phá. Khai mạch cảnh lục trọng cùng khai mạch cảnh ngũ trọng chính là một cái ranh giới cực lớn, cần thiết linh lực càng gấp đôi khai mạch cảnh ngũ trọng có thừa, từ trước rất nhiều thiên kiêu muốn bước qua một đạo khảm, ngắn nhất đều là cần hơn một tháng. Xem ra ta có chút nóng vội. Cười khổ lắc đầu, Giang Huyền nhảy lên đầu giường, định hoạt động một chút. Thình thịch thình thịch. Bỗng nhiên, truyền đến một trận tiếng gõ cửa cùng với một gã thiếu niên thanh âm. "Giang Huyền, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt." Giang Huyền mở cửa phòng, liền thấy ngoài cửa có một gã thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh. Thiếu niên chính là Giang Hổ. "Giang Huyền, cảnh lúc trước ngươi đánh bại Giang Huyền quả thực quá đẹp trai, thật sự là giúp đám đệ tử chi mạch chúng ta phát triển mặt mũi." Giang hổ cười hắc hắc. Đệ tử chi mạch chúng ta vì cảm tạ ngươi, gần đây đặc biệt tích góp một ít bạc, định dẫn ngươi đi thiên thủy lâu các hưởng thụ. Giang huyền ngẩn người. Hắn nhớ rõ thiên thủy lâu các là bách bảo đường danh nghĩa một chỗ sản nghiệp, bên trong tiêu phí cực kỳ đắt đỏ, đi nơi đó hưởng thụ đều là một ít quan to quý nhân, căn bản không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Đi thôi. Nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Giang Huyền, Giang hổ sợ Giang Huyền không chịu, vội vàng chậm chạp mang theo hắn hướng về trung tâm thành phố mà đi. Thiên thủy lâu các nằm ở khu vực trung tâm quận Thiên thủy, nơi này cực kỳ phồn hoa, lui tới tuyệt đại đa số đều là không giàu thì quý. Giang hổ cùng mấy hảo huynh để mang theo Giang Huyền đi tới nơi này lúc, nhìn tòa này cổ xưa rộng rãi lầu cát, trong lòng không khỏi chột dạ, hắn sờ sờ chính mình quấn ở bên hông trên hà bao, có chút đau thịt. Huyền ca, bữa này huynh để chúng ta mời hắn cắn chặt răng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn Giang huyền cười khổ lắc đầu hắn đang suy nghĩ như vậy đi kiếm đồng tộc huynh để tiền mồ hôi nước mắt có phải hay không không quá nói dù sao mỗi tháng hắn đều có thể từ thiên thủy lâu các bên trong kiếm lấy ba thành lợi nhuận đây là làm phó đường chủ một cái phúc lợi bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng bước chân của hắn lại không chậm hơn những người khác chút nào trực tiếp sải bước rảo bước tiến lên thiên thủy lầu cát vừa mới tiến vào thiên thủy lầu cát, Giang Huyền cũng cảm giác được bốn phía từng đạo ánh mắt quái dị, dù sao có thể đi tới nơi này đều là con cháu quý tộc, giống như Giang Huyền người lạ mặt như vậy cực ít. Giang Huyền lơ đỉnh, trực tiếp tìm một góc ngồi xuống, Giang hổ bọn họ cũng theo ngồi xuống. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên truyền đến. Giang Huyền Giang Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặt mỉm cười đi về phía hắn lại là phủ thành chủ thiên kim vân hy tiểu tử kia là ai lại để vân hy tiểu thư chủ động đi qua chào hỏi chẳng lẽ là thiếu chủ của thế lực nào giang huyền nghe được mọi người nghị luận cũng là cả kinh nguyên lai trước mặt thiếu nữ đúng là phủ thành chủ thiên kim thiên thủy quận đệ nhất mỹ nhân khó trách tướng mạo như thế xuất chúng vân hy không ngờ gặp giang công tử ở đây lúc trước còn phải đa tạ công tử cứu giúp vân hy thản nhiên cười con người linh động lộ ra vui sướng cùng cảm kích. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Lão đại, chúng ta bên kia gặp mấy bằng hữu, sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện phím. Nói xong, đám người giang hổ hướng về phía giang huyền lộ ra vẻ mặt, ta hiểu, cực kỳ thức thời rời đi tại chỗ. Đầu giang huyền tối sầm, những tên này coi mình là người nào, hắn là loại người đó sao? Nhưng mà, tất cả mọi người sau đó chính là nhìn thấy giang huyền mời Vân Hy cùng ngồi xuống, nhìn bộ dáng kia tự hồ nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nào có vừa rồi kia phó cao lãnh bộ dáng vô sĩ a, chung quanh những thiên chi kiêu tử kia từng cái nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tiến lên đem tiểu tử kia đánh cho một trận, sau đó thay thế tiểu tử này rốt cuộc từ đâu tới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hôm nay nghe nói hắn cũng sẽ đến, gì người nói hắn là hư còn có thể là ai không phải là tần thú con trai út của tần gia chủ sao tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú dị bẩm hơn nữa làm người còn cực kỳ bá đạo hắn cho tới nay nhưng đều tại truy cầu vân hy bất quá mỗi một lần đều bị tàn nhẫn cự tuyệt thôi cho nên hắn về sau càng là trực tiếp tuyên bố nếu là có người dám truy cầu vân hy hắn sẽ đem đối phương bầm thay vạn đoạn này không đã từng thì có một gã thiên kiêu thiếu niên tại hắn trước mắt mọi người truy cầu vân hy để cho hắn đánh đến gần chết vẫn là nửa năm đều không xuống giường cái loại kia ngươi nói vị thiên kiêu kia sẽ không phải là năm đó ở thiên thủy quận trung dương danh nhất thời tán tu dương mục nghe nói năm đó hắn chính là khai mạch cảnh ngũ trọng thực lực nhưng ở khai mạch cảnh tứ trọng tần thú trong tay lại chống đỡ không quá ba hiệp ai lại nói tiếp tiểu tử kia cũng đủ xui xẻo mọi người lắc đầu một trận sau đó nhìn về phía gian huyền trong mắt cũng mang theo vài phần thương hại phản phất ở trong mắt bọn họ Giang Huyền đã cùng người chết không khác. Ai? Hắn đến rồi. Nói xong, mọi người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía lối vào, chỉ thấy nơi đó hai đạo thân ảnh chậm rãi đi vào. Chỉ thấy đó là một gã thiếu niên cùng một gã lão giả. Thiếu niên mặc áo bào màu đen, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, bất quá khi hắn nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ trong góc kia, khóe miệng cười lạnh kia cũng dần dần động lại, sát ý trên mặt bốc lên. Thình thịch. Một tiếng sấm trên vang, thân thể tần thú hóa thành một trận gió đông, trong nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu hai người Giang Huyền, một quyền đáng sợ lập tức hạ xuống. Giang Huyền thần sắc ngưng tụ, trong cơ thể một đạo đầu rồng hư ảnh lập tức phá thể mà ra, cùng với hóa thành một thể, mang theo đáng sợ đến tiếng rồng ngâm, ngay tại chung quanh từng đạo vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt cùng kia không trung một quyền đột nhiên va chạm. Răng rắc bàn gỗ xung quanh trong nháy mắt hai người va chạm, nhất thời hóa thành mảnh vụn đầy trời, mà gian huyền thân ở trung tâm bảo táp lại giống như một ngọn núi lớn, nguy nga bất động. Phốc suy Ngược lại, tần thú được mọi người coi trọng lại ở dưới một quyền này bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi. Im lặng Nhất thời, lầu các huyên náo trở nên yên tĩnh như chết. Một cú đấm chỉ dùng một quyền tần thú đã bại rồi sao? Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn tần thú học máu lui ra, chỉ cảm thấy một trận không chân thật. Ngay cả ánh mắt Vân Hy đứng ở bên cạnh Giang Huyền cũng xuất hiện khiếp sợ trong chốc lát, thực lực của tần thú nạn vẫn hiểu rõ, tuy rằng bá đạo, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Nếu không cũng sẽ không bị coi là hồng hoang mạnh thú. Nhưng mà, cho dù là mạnh mẽ như tần thú nhưng vẫn không ngăn cản được một kích tùy ý của thiếu niên này. Tần thú này từ khi nào trở nên yếu ớt như thế? Chương 10 Ngươi thì tính là cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.